cần bán nhà xây mới 4 tầng tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây là một ngôi nhà được xây mới hoàn toàn, thiết kế 4 tầng, xây độc lập, có diện tích ở trên sổ đỏ là 45m2. Được thiết kế là bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp, một phòng thờ, một sân phơi, 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh. Ngôi nhà thì có vị trí nằm rất là gần các trường đại học như là Đại học Bưu chính Viễn thông, Đại học Kiến trúc, Đại học Công an Nhân dân, nằm ở trong khu vực đông dân cư. Dân trí rất là cao, nhu cầu cho thuê nhà rất là lớn. Mọi người có thể thấy đây là cái vị trí đường ở trước nhà đây. Đường trước nhà là rộng 3m, hai xe máy là có thể tránh nhau rất là thoải mái, và ngõ trước nhà là ngõ thông. Cách đường ô tô đi lại là khoảng 100m. Rất là tiện để cho chúng ta là có thể là làm văn phòng, mua nhà để ở, hoặc là cũng có thể là làm địa điểm giao nhận hàng online. Thì hiện tại tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây, mọi người có thể nhìn thấy. Ngôi nhà đã được hoàn thiện xong hết với thiết kế 4 tầng rất là hiện đại. Toàn bộ hệ thống mặt tiền của ngôi nhà là được ốp bằng đá granite cao cấp. Ngôi nhà với mặt tiền là rộng 4m và chiều sâu là hơn 10m. Thế cho nên là khi mà vào trong ngôi nhà thì chúng ta chia phòng và thiết kế các phòng rất là rộng, rất là hợp lý. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong của ngôi nhà để cho mọi người có thể hình dung dễ hơn. Hiện tại ở đây là cái khu vực của tầng 1 của chúng ta. Tầng 1 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một khu vực để xe, một phòng bếp và một nhà vệ sinh phụ. Đây, mọi người có thể là nhìn qua tổng thể của toàn bộ ngôi nhà đây. Toàn thể tầng 1 đây. Đấy, thiết kế rất là đẹp, rất là hợp lý. Nằm trên cái thửa đất 45m2, rất là vuông vắn. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta xây dựng xong, lên nhà, lên khung nhà rất là đẹp. Đây, ngôi nhà nhìn rất là có chiều sâu, nằm ở vị trí thì cực kỳ thuận lợi luôn, để cho mọi người là có thể là cho con cái đi học này, hoặc là làm văn phòng công ty. Đấy, rất là tiện. Toàn bộ hệ thống tủ bếp thì được sử dụng là gỗ sồi Nga rất là cao cấp. Kính ốp bếp là sử dụng là kính cường lực mang thương hiệu là Hải Long. Toàn bộ hệ thống vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là chất liệu là inox 304, hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Mặt bếp, mặt bàn bếp là sử dụng là bằng đá kim sa màu đen. Đấy, rất là sạch, rất là sang trọng. Đây là toàn bộ không gian của tầng 1 đấy ạ, mọi người có thể nhìn lại. Thiết kế rất là đẹp. Và ở tầng 1 của chúng ta sẽ có thêm một nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh thì sử dụng là cửa, là bằng cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và ở bên phía bên trong nhà vệ sinh là chúng tôi đã lắp đặt xong hết toàn bộ những cái hệ thống bồn cầu này, hệ thống lavabo, rửa tay, hệ thống gương phụ kiện, đèn chiếu sáng. Và ở trong đây là cũng sẽ lắp đặt luôn là một cái máy bơm nước dùng để bơm nước tổng cho toàn bộ ngôi nhà. Đấy, cửa chính của ngôi nhà thì sử dụng là cửa hai lớp. Lớp ở phía bên ngoài là bằng cửa sắt hộp sơn tĩnh điện, còn phía bên trong là bằng cửa gỗ kính, đảm bảo trong phía tầng 1 của ngôi nhà nó luôn luôn đầy đủ ánh sáng, lúc nào cũng đầy đủ ánh sáng luôn. Đấy, tầng 1 rất là rộng ạ. Tiếp theo đây là mời mọi người nên tham quan ở phía bên trên tầng 2 của ngôi nhà. Toàn bộ mặt bậc và cổ bậc của cầu thang là ốp bằng đá kim sa màu đen và đá granite màu trắng. Và đây là thiết kế của tầng 2 ạ. Thiết kế của tầng 2 là sẽ bao gồm là một phòng khách. Một phòng khách ở phía bên trong đây. Phòng khách đã được ngăn biệt với ô cầu thang bằng hệ thống cửa kính cường lực. Được nát là sử dụng là chất liệu là sàn gỗ công nghiệp. Đấy, phòng khách rất là thoáng. Và cái ưu điểm của cái ngôi nhà này là kiến trúc sư của chúng tôi đã thiết kế là tất cả các phòng đều có cửa sổ mở ra.
bên ngoài để lấy không khí và lấy ánh sáng cho ngôi nhà. Như ở đây là sẽ có một hệ thống hộp kỹ thuật đây, và tất cả các phòng bên trong là sẽ có cửa sổ mở ra bên ngoài đây. Tiếp theo đây là phòng ngủ ở tầng 2. Toàn bộ cái hệ thống phòng ngủ của tầng 2 này là sử dụng là cửa kính mở ra bên ngoài. Bên ngoài có một ban công nhỏ nữa. Đấy. Nhìn rất là sang, nhìn rất là thoáng. Đấy. Thiết kế các phòng rất là rộng. Diện tích là 45 mét vuông cho nên là chúng ta có thể là chia phòng ngủ, phòng vệ sinh và ô cầu thang rất là thoải mái, rất là rộng. Những cái căn nhà mà có cái diện tích 45 mét vuông đất vuông vắn như thế này rất là khó kiếm, mà bây giờ cũng còn rất là ít. Cửa thông phòng đây chúng ta sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Tất cả các cửa thông phòng đều sử dụng chất liệu bằng gỗ lim Nam Phi hết ạ. Cửa rất là rộng, rất là cao. Và đây là khu vực nhà vệ sinh của tầng 2. Nhà vệ sinh là sử dụng là gạch ốp tường, gạch kích thước là 30 x 60, cũng đã lắp đặt hoàn thiện xong hết toàn bộ những cái hệ thống sen voi, hệ thống bồn cầu, lavabo rửa tay, đấy, hệ thống quạt hút mùi cũng như là hệ thống phụ kiện. Ở đây là chúng tôi cũng có thiết kế luôn là cái ô cửa sổ mở ra bên ngoài hộp kỹ thuật để sau này khi mà khách hàng sử dụng bình nóng lạnh để tắm hay là rửa tay vào mùa đông ấy, thì là hơi nước sẽ không bị đọng ở trong phòng tắm. Đấy, mọi người có thể là nhìn qua lại toàn bộ cái chi tiết của tầng 2 ạ. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thiết kế của tầng 3 thì sẽ bao gồm là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ phía bên trong đấy ạ. Phòng ngủ cực kỳ rộng luôn. Ngôi nhà này thì là có phòng ngủ là cực kỳ rộng, cực kỳ vuông vắn luôn. Chúng ta có thể là kê thoải mái là giường, tủ, bàn trang điểm, bàn làm việc với rất là nhiều đồ dùng nữa. Đấy. Chúng tôi đã hoàn thiện hết toàn bộ những cái hệ thống sàn gỗ này, trần thạch cao, đèn led. Đấy, mọi người là có nhu cầu thì có thể là chuyển đồ về ở luôn. Và bên công ty là sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Và có thể là hỗ trợ cái mức vay lên đến 80% giá trị của ngôi nhà với cái lãi suất ưu đãi nhất. Đây là phòng ngủ thứ hai ở trên tầng 3 đây. Rất là rộng, rất là thoáng. Và nhà vệ sinh của tầng 3 thì cũng tương tự như tầng 2 thôi. Đấy, đã lắp đầy đủ đồ và chúng tôi cũng đã hoàn thiện xong hết rồi ạ. Tiếp theo đây là mời mọi người lên phía bên trên tầng 4. Thiết kế của tầng 4 thì là sẽ bao gồm là một phòng ngủ, một phòng thờ và một nhà vệ sinh, một sân phơi. Đấy. Tất cả các tầng là đều có nhà vệ sinh hết. Đấy, phòng ngủ này rất là rộng. Đã thiết kế sẵn cái hộp kỹ thuật ô ở đây để chúng ta có thể lắp đặt điều hòa rồi. Đây là nhà vệ sinh. Thiết kế nhà vệ sinh của tầng 2, tầng 3, tầng 4 là giống hệt như nhau. Và phía bên ngoài đây là phòng thờ. Phòng thờ được bố trí cực kỳ hợp lý. Cũng sử dụng cửa để ngăn phòng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Và đây là cái khu vực sân phơi đây. Phía bên trên là chúng tôi là đã sử dụng là kính cường lực lợp ở bên trên, đảm bảo là sẽ rất là an toàn cho người sử dụng. Đấy, và chúng ta là sẽ không sợ những cái thời tiết là trời mưa khi mà chúng ta phơi quần áo hoặc là không ở nhà. Thế mọi người là có thể nhìn phía xung quanh đây. Rất là nhiều nhà cao tầng, khu vực đông dân cư. Gần rất là nhiều trường đại học lớn ở trên địa bàn Hà Nội. Đấy. Nhu cầu về nhà đất và về thuê nhà là lúc nào cũng tăng lên thôi, cho nên là những khách hàng mà có nhu cầu mua nhà vừa để ở vừa đầu tư thì nên cân nhắc mua sản phẩm này.
Thì tôi xin nhắc lại một chút về cái thông tin của ngôi nhà này để cho mọi người có thể là nắm được rõ hơn. Ngôi nhà có diện tích ở trên sổ đỏ là 45 mét vuông, được thiết kế là 4 tầng với 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng thờ, 1 sân phơi, và có hướng nhà là hướng đông bắc. Đấy. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 3 tỷ 850 triệu đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với những khách hàng có nhu cầu. Mọi người cần xem nhà trực tiếp hoặc là cần tư vấn thêm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cần bán khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.